Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhuobo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hugo, xin chào anh em. Tôi Văn Tiến, chào anh em. Tôi Mạnh, chào anh em. Tôi chào anh em. Ok con ạ. Hôm nay thì trước khi vào video thì anh em đang có một màn gọi là tập thể dục cho những con ốc ấy con ạ. Thì hôm nay ấy, mình có chuẩn bị rất là nhiều những con ốc bươu ấy con ạ. Đây, rất là nhiều luôn. Và có những con ốc rất là to con ạ. Thì mình muốn kiếm những con ốc to như này ấy, nhưng mà không biết là cháu không phải mua hay như nào mà cháu nó không có những con ốc to bự đại như này ấy. Thì thực sự là những con ạ mà ốc to như này thì ăn rất là phê con ạ. Đó, nhưng mà thôi thì nhỡ mua những con ốc con này rồi thì mình cũng đành phải quay vậy. Thì anh em mình đang trong quá trình gọi là kỳ cọ tắm rửa cho lũ ốc đấy. Xong tí anh mình sẽ ăn gỏi ốc nha các bạn nha. Gỏi ốc ạ? Ăn được hết. Đấy chưa? Đấy chưa? Đấy tốt em đó con ạ. Đây. Ăn gỏi xong đi, rồi anh em mình sẽ chấm với cả bát nước chấm siêu cay này con này. Đủ à. Bát nước chấm gọi là đỉnh của chót luôn con ạ. Đây con này. Thế này không lo hết nước chấm này. Phê luôn con ạ. Đó đây con này. Đây là ăn cái gì? Giờ là bán sống rồi. Ăn gỏi ốc thật à? Ăn thật luôn. Mình hôm nay là định đem số ốc này đi để hấp với cả nước dừa con ạ. Nhưng mà Đôn Trà thấy nói về gỏi ốc cái Đôn Trà cũng muốn thử một con luôn. Không biết là thật hay đùa nữa con ạ. Đây. Rồi, hôm nay đây là đây là người chơi hệ gọi là ăn gỏi con ạ. Bạn các bạn tuyệt đối là không nên làm theo nha con nha. Không nên ăn theo như Đôn Trà. Úi giời ơi. Chấm không? Tách đi. Úi giời. Tách gà dính lắm. Run à? Bạn ơi, tách cho à? Đây, tiến đưa về bát để cho Đôn Trà chấm. Cái gì? Chấm ấm ấm. Trời, lạnh quá. Không, 74 độ. Xoáy. Ôi. Tách đi. Úi giời. Đẹp đấy nhỉ. Giống ốc bươu vàng rồi đấy. Biêu. Đây ốc biêu, ốc sạch kìa. Thưa anh gọi. Chấm vào đâu. Cho mượn thìa múc luôn. Thả hẳn vào đấy. Nó chín mẹ. Múc keo cả ớt. Rồi. Ớt đâu. Cho thả. Đó. Múc cả ớt. Ăn nó mới đỡ. Úi giời. Đây nha các bạn nha, xem Đôn Trà thấy ăn ốc sống các bạn ạ. Mà các bạn nha, ăn như kiểu bên Thái Lan luôn. Nó ăn mà mình cũng chảy nước miếng. Ai à, nó ăn đấy. Nó ăn mà mình chảy nước miếng. Ngon không? Chẳng có nữa, chẳng có nữa. Chẳng có nữa, chẳng có nữa. Ốc gỏi ăn được. Ăn được. Ăn được ngon. Thế giòn nha. Ăn giòn tan luôn. Thế nào nữa nhỉ? Thế đây anh bảo, tí sẽ để lại vài con để thử gỏi. Còn đâu là anh nhà mình sẽ kỳ cọ xong cái số ốc này là anh mình sẽ đem hấp với cả nước dừa cho nó ngọt nha các bạn nha. Sau khoảng độ 30 phút anh mình ngồi để kỳ cọ ốc ấy các bạn ạ. Bởi vì bên ngoài nó hơi bẩn ấy nên anh em mình hơi mất thời gian kỳ cọ từng con thì nó mới sạch được con ạ. Đây, sau khi mà anh em mình kỳ cọ xong là con ốc nhìn nó sạch sẽ và đẹp đẽ hơn rất là nhiều, kiểu nó xinh hơn rất là nhiều rồi ấy các bạn ạ. Đó, bây giờ anh mình sẽ cho vào để anh mình hấp với cả nước dừa nha các bạn nha. À, em nhớ để lại ít để tí thử gỏi ốc như Đôn Trà nhé. Đôn Trà tí cho Đôn Trà ăn gỏi. Cái gì? Thêm đi. Đó, anh mình sẽ để nhiêu đó lại để anh mình gọi là ăn gỏi thử các bạn ạ. Ủa rồi. Rồi đi. À. Thế dốc thấy kiểu đến mày à? Bé cái nhà. Thế mà cứ đòi đến bọn Bến Tre. Không được. Đôn Trà bảo đòi đến bọn Bến Tre à? Từ lâu rồi anh. Cứ đòi đến bọn Bến Tre nhưng không biết chặt dừa này về thì giả đi hỏng rồi. Bây giờ người ta có máy hết thì cần gì phải làm thủ công đâu đúng không? Kiểu con dao bổ đôi phát quả dừa được không? Được chưa? Máy tính rồi, đúng em mang quả kia đến nào đó, anh mình hấp bằng nước dừa này để cho nó ngọt và thơm nha các bạn nha. Mình chờ hấp xong là anh mình sẽ đi thưởng thức luôn món gọi là ốc hấp nước dừa nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, đây là gọi là hậu trường các bạn ạ. Sau khi mà anh em
bổ những quả dừa này ra để lấy nước để hấp ốc ấy, thì bây giờ đến lúc mà anh em gọi là cái này gọi là ăn cái mà bạn nói dừa cùi dừa Quay này, hình như lần nào cũng thế, nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên mình quay cái kiểu hậu trường của anh em. Nó hấp dừa cho bố anh mà ngon lắm các bạn. Ngon trắng trắng này sợ. Con này kiểu nó ngọt ngọt đúng không? Ngày xưa mà mẹ mang cái kiểu quả về để kho thịt đây, tàn cắt trộn một mỏng này được, đấy là cái dừa cứng rồi. Nhưng mà dừa cứng mà ăn được ấy, tàn cắt trộn một mỏng rồi đi chạy ra ngoài cậu ăn rồi có một chết nghẹn. Có rồi đấy. Ăn vội vã vô trách nhiệm. Thấy có ăn là được rồi. Ừ. Trời trời mẹ mua quả cu cu vào cho cậu ói lại gắn đi ăn. Ơ tật mà không biết thì anh su su rồi bảo. Đấy là kiểu tấm chiếu mới, tuổi trẻ chưa trải sự đời các bạn ạ. Giờ mình chiếu lát lắm rồi. Nhàu lắm rồi. Vậy là anh mình đã hấp xong số ốc của anh mình rồi các bạn ạ. Đó, những con ốc sau khi mà hấp xong là nó sẽ mở mặt ra nha các bạn nha. Nó sẽ bung mặt ra, tức là nó chín rồi, là nó muốn được chui vào ruột của anh mình rồi các bạn ạ. Đó, nào, em lấy gì đi? Lấy tăm ra để chia anh em trải nghiệm luôn. Đây là anh em tiện ăn gỏi anh biết. Đây, món mới. Đúng rồi, thử cái này trước xong là ăn gỏi. Ăn gỏi xong. Đây mình để gói cái con này dày mặt à. Chín, ngồi đây. Ui giời, nước ra kìa các bạn này. Trắng nõn luôn cho anh mượn. À Huy à, biết ra xỉa chưa? Ừ. To to. Wow. À, to to cho bọt mồm. Quê luôn. Mấy bạn nè. Chín rồi, nói thôi. Con làm to to ăn cho bọt mồm. Giỏi mấy. Kiếm con to ấy, em kiếm xem con nó to ấy. Em vẫn chưa nhìn thấy đâu. Ui, con kiều của đôn trà như là bị ung thư hay sao ấy. Bắt đầu thấy màu giống cỏ cháy à. Ăn được, mình ăn đi mình không phải. Bỏ xuống này, bỏ ăn đấy. Mà tất cả bạn nè. Huy ngon không Huy? Có vị gì? Ngọt đúng không? Con này to này. Đấy con ạ. Hấp nước dừa nên là nó ngọt vậy con ạ. Ngon thế nhỉ? Ôi trời ơi. Nước dừa nó quá. Ăn mấy con to cho phê em ạ. Cảm giác ăn vào. Mời ba này chơi đây. Mời ba đây em. Trời hôm nay thời tiết rất là đẹp con ạ. Thích hợp cho những chuyến gọi là picnic. Tuyệt vời. Chỉ nhớ nhớt nhé. Mời bạn nha. Cốt của nó em ạ. Tuyến bã nhờn. Ui. Uống cái nước ốc á, ngọt đứ. Tại vì cái nước dừa anh em cho ba quả dừa nó rất là nhiều nước. Nước dừa cấm. Anh ơi, nước dừa ngọt lắm. Ngọt không? Đây, để anh chất nước ở dưới ra. Nó hấp dừa phải nhỉ? Ngọt. Ngọt bên thì nó giòn này. Đầu nó giòn. Nói chung là bát nước chấm của anh em mình chất lượng này các bạn này. Anh em ăn nó cứ phải xịt xoạt thôi. Huy có làm tí chấm cho nó đầy cho nó rực rỡ không? Chấm nào? Ngon mà. Chắc thằng này sợ cay rồi. Mạnh đưa anh bắt gỏi anh thử con. À đúng rồi. Ăn gỏi ốc vậy à? Thử gỏi ốc đi. Đây. Đó. Thế hôm nào phải làm món gỏi ốc sốt Thái mới được. Đây là để mấy anh em thử xem vị như nào đó. Cầm này chọc đây, lấy ra. Hôm nay ấy là thằng Huy kia là bị rén với cả bát nước chấm của anh em mình rồi con ạ. Bát nước chấm gọi là siêu cay của anh em mình. Ngon không? Con bắn dài thế. Mình thấy vụn. Cầm ra đây, cầm chọc à. Đấy con này. Cầm đây là nóng nóng. Đấy thế. Chọc vào. Lẽ ra là ra. Đấy, ăn phần đấy nó hơi lát. Ui. Khói. Thế mọi người là vừa nãy lúc mà đun chè ăn ốc sống ấy, mình nhìn không đã thấy kiểu khoái khoái chảy nước miếng rồi con ạ. Khoái khoái. Chỉ là bây giờ khi mà chín rồi anh em nhả ốc ra nhìn phê biết bao nhiêu ấy. Ui, những cái nước sau khi mà nhả ốc ra kiểu nó róc ra nhìn ngon con. Rồi bỏ xuống. Bỏ ăn một cà phê luôn. Yeah. Ngọt không? Cái nhất nhất ngon. Nhất nhất ngọt. Anh là ăn một cà phê luôn. Không sợ ở đây, xiên nào. Ừ.
Đây nha các bạn nha. Ốc sống này. Nạp tí nhá. Ốc sống ăn thì anh em chỉ lấy cái mặt thôi các bạn ạ. Đâu Huy rơi mọi người xem. To. Quay đi, quay đi, quay đi. Nói to. Chấm đi, làm phát đi. Ăn đi, rồi, ăn nhanh không lo gì. Ăn nhanh không lo chảy hết. Nhanh không chảy hết nước rồi à? Hết rồi. Ăn đi nó chảy nước rồi à? Ghét ăn cay đúng không? Ngon. Đây là cái mặt ốc sống sao? À ốc ngoài. Ốc sống đấy nha các bạn. Ui, thôi rồi. Em chấm đi, anh định cho mọi người xem còn ốc sống. Các bạn tuyệt đối là không nên ăn kiểu giống như mình nha các bạn nha. Những con ốc sống ấy. Giòn hơn hấp không? Luộc không? Mùa nó giòn thực sự luôn. Thế em coi. Ăn mà nó cũng không tanh anh ạ. Ăn cảm giác cũng sực sực mà. Tui. Ốc sống mình tanh là ăn quả ngon lắm. Bữa này ăn mà tả không mà khiến cho mình là ngon cực luôn. Ốc cả hấp hay là cả gỏi đều ngon. Em nói tính không ăn ốc sống đâu nhưng thấy Tiến bảo ngon. Ngon cực luôn. Thử lấy để ăn. Đây con. Phải cậy ốc ra như này. Bởi vì nó là ốc sống ấy nên nó không nhái được như kia. Hơi khó nhỉ. Phải cậy hơi khó một tí. Ê. Huy Đức chấm cay không em? Cay. Cay à? Em mới khai thật. Thế mỗi hôm toàn lấy điêu đúng không? Bây giờ em khai thật nè. Không, tao là con tao giấy trắng rồi. À, khôn lắm rồi. Ui giời. Thế là con này lỗi rồi. Lỗi lấy con khác em ạ, không lại vào những cái sạn của nó ấy. Lỗi. Vào những cái sạn của nó ăn vào bụng. Bỏ, gạt bỏ cái nắp của nó trước đi, sau rồi lại đi. Vỡ, gạt nó bị vỡ. Wow. Đưa mang này nhảy, wow. Mang một con anh này. Wow. Ôm một cái. Wow, cùng bát nước chấm ăn siêu phê, hành tỏi. Ngon nhỉ? Cái chính là anh nghĩ là cái ốc này mà có nước dừa ấy, phê. Đây gọi này. Đây là con ốc sống nha các bạn nha. Cái em sợ nó vỡ. Ui, cứng quá. Cứng thì em phải lấy kéo em cậy ra. Phải được. Gãy hề. Gãy. Lấy kéo cậy ra. Cậy quá. Đấy, bỏ đây đi. Một tí nó bám vào. Cậy chéo, cậy một cái. Đây họ chắc là đủ rồi. Đấy, ốc sống này các bạn này. Đây là toàn bộ quá trình con ốc gỏi của nhà mình. Con ta bỏ phần dưới đi. Ủa, ốc con vẫn thử đi xem có giòn như Tiến với đồn trẻ báo không ạ. Không giòn không lấy tiền. Sao giòn xin xin. Ui, mình chắc nó ngon đây nè. Ui, kiếm đâm rồi nó cứng này. Không. Rồi. Chắc chắn là ăn ốc sống. Anh ơi. Ơi. Em thích nhất là ăn ốc sống. Ừ. Nó sẽ sực trong. Tí bảo thử con này ngon lắm. Tiện làm mạnh ấy. Với con này mạnh ấy. Đấy, nó tanh không ạ? Kích thích à? Không tanh tí nào luôn. Ăn được kiểu khác biệt hơn ốc làm chín rồi. Làm thành vào không có sẵn á. Ốc sống. Đây con này. Đây là cái con ốc sống này. Bây giờ mình sẽ cậy nó ra nha các bạn nha. Mình sẽ trải nghiệm ốc sống trước bởi vì anh em bảo nó ăn nó kiểu dai giòn sật sật. Đó, đấy. Lấy đoạn đấy thôi anh ạ. Ui giải đầu ơi. Đây. Đó, anh em trải nghiệm ốc sống thì lấy thêm nhá. Mình sẽ trải nghiệm ăn ốc sống trước. Ăn một con kinh nghiệm muốn ăn đây, con này. Anh ạ. Chấm. Ồ. Ồ. Mình mời tất cả mọi người nhá. Và trước khi ăn ốc sống thì mình khuyên các bạn là bạn nào mà bụng dạ yếu ấy thì không nên là ăn giống anh như mình nha các bạn nha. Đó, anh thấy kìa, cảm giác nó giòn giòn sực sực. Anh cái con này to quá. Đâu. Nhưng mà mình thấy một cái đó chính là kiểu cái vị nước chấm này các bạn, nó che đi hết cái mùi vị ốc sống đi rồi ấy các bạn ạ. Nhưng mà thực sự là mình cũng khuyên các bạn là không nên ăn như vậy. Cứ ăn chín như này con này. Ăn một vài con để cho biết thôi. Xem con nào có nước nhỉ? Hút phát. Không? Con nào có nước? Con nào có nước hả? Đây đây. Cái nước bên trong màu trắng trắng này các bạn này. Đó. Ngọt ngọt. Ngọt ngọt, vị nước dừa tuyệt vời các bạn ạ.
Em lấy con rồi mày đã lo. Nếu mà ốc này thực sự là bạn nào mà ăn ấy thì mình nghĩ là kéo hết cả cái chỗ này không hẳn nó là cái ruột đấy. Thì nó ăn cái chỗ này thì nó rất là béo, còn bên trên này mặt đấy thì nó sẽ có một cái vị khác các bạn ạ. Bây giờ em chả kéo được. Kéo nó giòn giòn. Bởi vì cái nó dễ đứt đấy. Đúng như mình nói các bạn ạ. Cái đoạn giữa của con ốc này thì nó sẽ kiểu béo béo nhưng mà phần như nó rất là dễ đứt. Còn cái mặt của nó ăn thì kiểu nó giòn giòn dai dai một chút. Cái vị nước dừa không chạy đâu được các bạn ạ. Bởi vì khi mà ngấm vào con ốc này kiểu cảm giác ngọt cực luôn đấy. Điều. Ơ thôi à Huy. Đây là các bạn này. Cái đoạn này khi mà anh mình lôi ra phải kiểu bạn nào lựa tay kiểu, à? Kiểu thật là khéo đó. Tay ấy, để có thể lôi được nó ra. Không bỏ cái đoạn này đi thì nó rất là phí. Bởi vì cái đây không phải là cái ruột nó mãi tít đằng đít này. Nên là kiểu anh mình cũng không thể lôi được ruột nó ra ấy. Đoạn ăn đi, đoạn nó béo. Đoạn này nó béo, đúng là đoạn này nó béo thật sự luôn. Chấm này, chấm này các bạn này. Anh em chảy lưng miếng anh ạ. Ăn ốc mà làm sao mà sao xuyến lòng người con ạ. Thời tiết đẹp luôn, kiểu thời tiết miền Bắc hiện tại là kiểu se se lạnh các bạn ạ. Âm nặng se se cả. Ui đoạn này. Đối kéo dài. À vừa nãy em thấy bảo đơn trà định lấy lấy vợ bên trà. Đó nhiều. Còn nếu mà muốn lấy vợ Bến Tre thì có thể nhờ các bạn kiểu như là gì nhỉ, mai mối cho mai mối bạn nào anh. Bạn nào mà kiểu độ tuổi từ bao nhiêu đấy nói về cái vấn đề gọi là mẫu hình của người yêu mà em khuyên thật đấy đúng rồi. Kiểu già dặn kinh nghiệm là cứ phải 35-40 giới trẻ này thích làm máy bay đấy. đang nói là mẫu người yêu của Đôn Trà như nào, nói cho mọi người để gọi là kiếm người yêu thử không nào. Kiếm người từ cổ đến chân. Xinh là được. Xinh là được. Xinh không mài ra là không ăn đâu. Nói thật là các bạn là nữ ấy, xem mà kênh mình ấy hầu như bạn nào cũng xinh cả các bạn, không có ai xấu cả mà lại xinh. Mà lại phải nói là xinh là được. Đấy là tiêu chí hàng đầu à? Tiêu chí hàng đầu. Thực sự là mình nghe câu chuyện của Đôn Trà ngày xưa có người yêu mà bảo cái gì mà Facebook yêu một người, Zalo yêu một người. Đó. Thực ra cũng cứ nghĩ là Đôn Trà chỉ cháu là gọi là năm nay đã 20 rồi nhỉ? 19 năm rồi. Cháu mốc hết rồi các bạn ạ. Tiến hóa thì con ếch rồi. Chưa được lọ mọ cùng ai ấy các bạn ạ. Thì căn bản là cũng kiểu có người yêu nhưng mà lại giấu nên là thành ra là đi cắm sừng. Thầy cứ nghĩ là đâu, một túp nào tranh hai trái tim vàng. Bây giờ cảm giác tán gái nó hơi khó. Ngày xưa tầm cách đây 2 năm trước rồi là ai yêu đầy. À, xếp hàng đàn rồi à? Tính yêu tầm một tuần thì điền là mấy tháng đây. Trung quy lại là bây giờ là hiện tại là đang chưa có đúng không? Chưa. Thế có muốn lấy vợ Bến Tre thật không? Không. Sao anh đang ở đâu mà lo? Để. Ôi, bọn mày đi bê chắp đi, tao chết trôi à? Đàn mày lấy cá mậu tại đi bê chắp cho mày chứ không phải là Bến Tre đâu. Đàn hiện đại nhanh. Chạy máy bay chẳng nghe rồi đi quốc bộ. Hôm nay thì clip thì kiểu có câu chuyện vui vui một chút về Đôn Trà các bạn ạ. Thì hôm nay thực sự là trải nghiệm cái món ốc này ấy. Đó chính là đầu tiên là mình thấy là nó ngọt và ốc nó béo các bạn ạ. Còn ốc sống thì kiểu ăn cái mặt không ấy thì nó giòn giòn. Thì mình cũng khuyên các bạn rồi, không nên ăn ốc sống các bạn ạ, bởi vì có thể bị đau bụng. Phí quá đấy. Còn ốc này à, Tiên này nhiều. Tiên đi máy bay rồi nhỉ? Ốc này cũng được đi máy bay đấy. Ốc này vận chuyển từ Nha Trang ra đây mà, cứ đi tàu bay mà. Còn rất nhiều. À biết lấy túi ở đây. Bởi vì hôm nào mà kiểu thèm ốc ấy các bạn ạ, xem mấy video của mọi người trên mạng ấy. Thực sự là kiểu ăn ốc như này thấy thèm cực luôn, nên là hôm nay làm một mâm ốc hấp nước dừa thử. Bát được đấy ngon. Công nhận là cái vị nó khác biệt luôn các bạn ạ. Nếu mà không chấm ấy thì cái vị ngọt ngọt của nước dừa nó kiểu quyện trong miệng. Ui, nó thơm, xong nó ngọt gì đâu mà nó béo luôn.
Đó. Thì thời lượng của clip ấy thì khá là dài rồi. Ốc thì cũng còn khoảng độ lửa mâm nữa. Nhưng mà thời lượng dài rồi, chắc là anh mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh em nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang livestream trực tiếp trên app BugoLive. Bạn nào mà chưa từng tải app thì có thể nhấn vào phần mô tả của video và nhấn vào đường link để tải app. Sau khi các bạn tải app xong, các bạn vào app BugoLive và tìm ID Bugo hữu bộ Vlog và nhấn vào theo dõi để có thể giao lưu trò chuyện trực tiếp cùng mình trên app vào 20 giờ mỗi ngày nha.